Sau hơn một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, trải qua những giai đoạn khó khăn cũng như quá trình trăn trở đổi mới đi lên cùng đất nước, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phát triển nhanh và toàn diện, trở thành một cơ sở giáo dục hàng đầu của Việt Nam, đào tạo theo hướng ứng dụng nhiều ngành nghề, nhiều trình độ, là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ uy tín, là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Trong đó có 300 phòng học và giảng đường lý thuyết, 200 phòng thí nghiệm và xưởng thực hành với trang thiết bị, máy móc hiện đại, kết hợp khu thể thao giải trí khang trang với hệ thống nhà tập đa năng, phục vụ cho đào tạo các môn học giáo dục thể chất và thể thao giải trí. Hệ thống Internet tốc độ cao được phủ sóng, nối mạng toàn trường với trên 1.500 máy tính. Hệ thống thư viện điện tử hiện đại với 400.000 đầu sách phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý cho 40.000 học viên, học sinh, sinh viên. Bề dày truyền thống của một ngôi trường kỹ nghệ thực hành đầu tiên của cả nước với hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển. Kiên định trong việc xác định mục tiêu đào tạo, đó là đào tạo gắn với thực hành, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đã tạo nên những bước phát triển nhanh chóng, vượt bậc cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong suốt những năm qua, trở thành một trong những trường đại học số 1 Việt Nam về số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Chỉ trong giai đoạn rất ngắn từ năm 2011 tới năm 2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo với quy mô lớn nhất cả nước với 5 trình độ đào tạo, tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, đào tạo nghề. Ngoài 5 hình thức đào tạo tập trung, chính quy, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội còn mở rộng liên kết đào tạo với các trường, cơ sở liên kết kỹ thuật kinh tế trong và ngoài nước. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, vừa học vừa làm, liên thông, ngắn hạn hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác nhằm đáp ứng tối ưu nhất nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đào tạo đa cấp, đa ngành, nghề, có uy tín, có kinh nghiệm và truyền thống trong việc đào tạo theo hướng công nghệ, kỹ thuật ứng dụng. Hệ thống quản lý trường được thiết lập và vận hành trên cơ sở tiếp cận các triết lý tiên tiến về quản trị như TMQ, ISO 9001, hình thành quy trình, phương pháp quản lý, tác nghiệp đáp ứng yêu cầu của một cơ sở đào tạo lớn. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy, đủ khả năng tiếp cận và phát triển các công nghệ tiên tiến, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội của đất nước, thu hút và thực hiện nhiều đề tài mang giá trị thực tiễn cao. Phát triển nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường. Trong những năm qua, trường tập trung đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học như phòng thực hành thí nghiệm gia công cơ khí CNC, phòng thực hành thí nghiệm cơ điện tử, phòng thực hành thí nghiệm điều khiển PLC, phòng thực hành thí nghiệm kỹ thuật nhiệt, phòng thực hành thí nghiệm đo lường chính xác, khu thực hành nghề buồng bàn khách sạn. Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả đáng khích lệ với số lượng và chất lượng các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao, nhiều đề tài có thể phát triển thực tế. Phong trào tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam của sinh viên có nhiều thành công, đạt được ngôi vô địch và á quân các cuộc thi Robocon Việt Nam các năm 2007, 2008, 2010 và 2011. Trong đó, đội DT03 và Phi02 vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương. 5 sinh viên xuất sắc đạt huy chương vàng tại các kỳ thi tay nghề ASEAN. Chỉ là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực quy mô lớn nhất cả nước về công nghệ và thực hành kỹ thuật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội còn là môi trường năng động, thân thiện, cởi mở, nơi mỗi cá nhân có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Ngoài trang bị cho các em vốn kiến thức, còn trang bị kỹ năng sống để trở thành những người chủ động, biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính là môi trường học tập lý tưởng, rèn luyện nhân cách cho mỗi sinh viên trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Chất lượng, sáng tạo, đoàn kết, phát triển luôn là giá trị cốt lõi, làm nên thành công của chúng tôi. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đơn vị anh hùng lao động, thời kỳ đổi mới. Xin chào các thành viên của hệ thống giáo dục Học Mãi. Một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 2018, được phát hàng tuần trên fanpage hocmai.vn online. Tiếp nối chuỗi chương trình đang có thì hôm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã phương án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp. Và Học Mãi ngày hôm nay rất vinh dự khi được mời đến đây hai vị khách mời. Vị khách mời thứ nhất đó là tiến sĩ Kiều Xuân Thực, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp. Xin chào các bạn. Vị khách mời thứ hai đó là thầy Lê Bá Trần Phương, giáo viên luyện thi Trung học phổ thông quốc gia môn toán tại hệ thống giáo dục Học Mãi. Xin chào tất cả các em.
Các bạn đang xem chương trình, nếu như có bất kỳ thắc mắc gì hãy nhanh tay comment xuống phía dưới để chúng ta sẽ được giải đáp nhé. Và câu hỏi đầu tiên chúng ta hãy cùng đến dành cho thầy Phương. Em được biết thầy Phương đang giảng dạy tại trường Đại học Công nghiệp. Thầy có nhận xét gì về môi trường học tập của học sinh viên tại trường Đại học Công nghiệp? Thầy là Lê Bá Trần Phương. Ngoài giảng dạy tại học mãi.vn thì thầy còn là giảng viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chắc là học sinh trên cả nước đều biết rồi. Thì thầy có thể nói thế này, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một cái trường đại học đa ngành và đi theo định hướng ứng dụng. Trường có cơ sở vật chất đồng bộ và hết sức hiện đại, có thể nói là hiện đại vào bậc nhất của cả nước. Trường có một cái đội ngũ giảng viên giỏi, trình độ cao. Rồi sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì được đào tạo hết sức bài bản. Do được đào tạo hết sức bài bản như vậy cho nên là đáp ứng tốt được cái yêu cầu của xã hội cũng như là của các cái doanh nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường 1 năm theo khảo sát của nhà trường thì cái tỷ lệ này đạt hơn 90%, có thể nói là cao hàng đầu của cả nước. Học ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì các em có thể có rất nhiều các cái cơ hội lựa chọn, có cái cơ hội việc làm, trong đó có cả những cái cơ hội ra nước ngoài để thực tập và làm việc. Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể nói là một địa chỉ đỏ đáng tin cậy cho học sinh trong cả nước. Hàng năm nếu các em theo dõi thì lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đông nhất cả nước. Và với tư cách là một giảng viên của Đại học Công nghiệp Hà Nội và cũng với tư cách là người tư vấn cho các em chọn tương lai nghề nghiệp thì thầy có thể nói rằng nếu các em lựa chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội đó là một điều lựa chọn hết sức sáng suốt. Xin cảm ơn thầy ạ. Chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi cho thầy Thực ạ. Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh của trường Đại học Công nghiệp năm nay thì là gì ạ? Vâng. Năm 2018 thì Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đại học chính quy với 6.900 chỉ tiêu. Thì có thể nói là có 4 cái điểm đặc biệt về cái tuyển sinh năm nay như sau. Thứ nhất là Đại học Công nghiệp Hà Nội thì chỉ xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Với 8 cái tổ hợp môn xét tuyển ổn định như năm 2017 về trước. Cái điểm thứ hai là Đại học Công nghiệp Hà Nội thì năm nay tuyển thẳng, không hạn chế số lượng đối với các em thí sinh mà đoạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các em đạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tức là tất cả các học sinh mà đạt giải thì giải 3 trở lên thì trường nộp hồ sơ để tuyển thẳng. Trường tuyển thẳng. Không giới hạn cái số lượng. Cái điểm thứ ba nữa là năm 2018 thì trường tiếp tục cấp cái học bổng cho những em mà có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia cao. Cụ thể là cấp 8 suất học bổng 100% học phí cho cả khóa học 4 năm đối với 8 thủ khoa của 8 cái tổ hợp xét tuyển và cấp học bổng 100% học phí năm thứ nhất cho 15 em có điểm cao tiếp theo 8 cái thủ khoa. Chỗ này thì nói rõ cho các em một chút nữa. Vâng. Để các em nắm rõ cái thông tin, tức là mình có 8 tổ hợp đúng không? Đúng rồi. 8 tổ hợp thì sẽ có 8 thủ khoa thì được, và 8 thủ khoa đó sẽ được cấp học bổng là chọn gói cả 4 năm học. Học phí 100% học phí. Tức là không học không mất gì. Vâng đúng rồi. Sau 8 15 em tiếp theo ấy, 8 em tiếp theo thì khoa đấy vâng. Sẽ có 15 em tiếp là được cấp học bổng là cấp học bổng của năm thứ nhất. Năm thứ nhất 100% học bổng. Đấy là một thông tin các em đáng chú ý đấy. Vâng. Thế và điểm thứ tư thì năm nay thì trường có tuyển sinh 4 ngành mới. Đó là ngành du lịch, ngành quản trị khách sạn, ngành quản trị dịch vụ du lịch lữ hành và ngành công nghệ thực phẩm. Đó là những cái thông tin rất là hữu ích đúng không ạ? Du lịch bây giờ là đang một cái vấn đề đang là rất là vâng, là hot trong xã hội đúng không? Vâng. Cái nhu cầu xã hội rất cần vâng, đến lĩnh vực du lịch. Cá nhân em là cũng quen khá nhiều bạn học du lịch xuất thân từ công nghiệp và các bạn hiện nay đang có những công việc rất là tốt trong cái ngành nghề của mình. Rất là cảm ơn thầy Thực ạ.
Chúng ta đến với một câu hỏi dành cho thầy Phương ạ. Em thi khối D nhưng hiện tại em sợ toán lắm. Làm sao để những đứa học yếu như em hết sợ và tiến bộ trong giai đoạn cuối này? Cái câu hỏi này thì có lẽ gặp nhiều lắm. Rất nhiều em than vãn là sợ toán. Thế thì thầy có thể nói thế này. Nếu chúng ta cứ sợ mà không dám đối mặt với nó thì có lẽ chúng ta không bao giờ tiến bộ. Thế thì các em phải đối mặt với lại từng bài học, từng bài giảng. Khi mà các em học bài như thế, chỗ nào không hiểu thì các em sẽ đọc sách giáo khoa. Mà sau đó thì hỏi các thầy cô giảng dạy trực tiếp em, hoặc là hỏi các cái bạn cùng lớp với em có lực học khá giỏi. Thì qua mỗi một bài như thế thì em sẽ thẩm thấu được kiến thức, em sẽ tiếp thu và hiểu rõ được vấn đề. Và cũng qua mỗi một cái bài như thế thì các em sẽ có hứng thú học hơn. Bằng chứng là rất nhiều học sinh từ cái trình độ là rất là yếu, nhưng mà với cái quyết tâm cao độ, với cái cách học như thầy vừa nói, dám đối diện với từng bài học, dám đặt câu hỏi và dám hỏi, thì dần dần các bạn hiểu được, nắm rõ được bản chất của vấn đề, và tinh thần học càng ngày nó càng phấn khích, và rồi nó sẽ khá lên. Tóm lại là chúng ta phải có một cái quyết tâm, một cái động cơ hết sức lớn thì các em sẽ thành công nhé. Ngày xưa thì em cũng học khối D, và đúng là cái cảm giác là học toán trong một cái khối D thì đúng là nó cũng hơi có một cái chút là hơi sợ hãi với các bạn, nhưng mà cảm giác để mà làm một bài toán đúng xong thì cũng là rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Vâng. Rồi người ta gọi là làm xong thì rất sướng. Vâng, sướng. Vâng. Rất là cảm ơn thầy ạ. Một câu hỏi dành cho thầy Thực là ngoài hệ đại học, trường mình còn tuyển sinh hệ cao đẳng đúng không ạ? Và thầy có thể chia sẻ về hình thức xét tuyển, chỉ tiêu hoặc là các ngành đào tạo của hệ cao đẳng được không? Vâng. Bên cạnh việc tuyển sinh đại học chính quy thì đối với các em mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì năm 2018 này Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trình độ cao đẳng với tổng chỉ tiêu là 1.500 và có 15 ngành nghề để cho các em lựa chọn. Ví dụ như hàn, cơ khí, cắt gọt kim loại, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, công nghệ may, vân vân. Thế và hình thức tuyển sinh của trường là tuyển sinh theo hình thức là xét tuyển dựa vào cái kết quả học tập môn toán và môn văn năm lớp 12 của các em. Cho nên đây cũng là một cái lựa chọn rất là tốt đối với các em đấy. Cái lựa chọn mà... cũng xin bổ sung thêm, là người trong trường thì thầy cũng hiểu rõ thêm về cái nội dung này. Tức là cái lượng học sinh học cao đẳng, thí sinh học cao đẳng trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra có thể nói là gần như là có việc làm 100% riêng cái hệ cao đẳng ấy. Các cái doanh nghiệp rồi các cái xí nghiệp là người ta năm cuối cùng là người ta đã vào trường, người ta đăng ký với lại trường, cung cấp cho người ta những cái sinh viên tốt nghiệp ra trường để người ta tuyển dụng. Và các em đi làm ở các cái doanh nghiệp, các cái xí nghiệp đó với mức lương là cao, hấp dẫn. Cho nên là cái hệ cao đẳng cũng là một cái hệ mà các em có lực học và dưới cái mức khá giỏi, tức là vừa phải, thì đây là điều các em cũng hết sức quan tâm. Và Đại học Công nghiệp Hà Nội thì cũng đang có cái chương trình gọi thành lập trường cao đẳng Việt Nhật, đúng không? Cao đẳng Việt Nhật, đây là một cái trường mà có thể nói là mang lại cơ hội việc làm cho rất nhiều các em có nguyện vọng là làm nghề. Những cái ngành nghề cao đẳng mà thầy Thực vừa mới liệt kê thì đều là những cái ngành mà rất là thiết thực, rất là cần thiết cho xã hội ngay bây giờ đấy. Người ta thường nói cái câu chuyện mà thầy thiếu thợ là vì ai cũng đổ xô đi các cái ngành quản lý, những cái ngành mà nó không hẳn là nó quá là cần thiết cấp thiết cho xã hội, nhưng mà những cái ngành thầy Thực thì đúng là vừa rồi em vừa nghe là rất là cần thiết ạ. Hiện nay cũng bổ sung thêm là hiện nay nếu mà các bạn để ý một chút, các em để ý một chút thì vào các cái nhà máy, các cái xí nghiệp, các cái siêu thị, rồi tất cả các chỗ khác, cái lực lượng mà làm việc ở những cái nơi mà thầy vừa nói là sinh viên của Đại học Công nghiệp rất nhiều, chiếm tỷ lệ rất cao đấy. Thế thì cái điều đó minh chứng cho một điều là Đại học Công nghiệp Hà Nội là một cái môi trường lý tưởng, là một cái trường địa điểm đào tạo lý tưởng và giúp cho các em sau này có được cái công việc làm, có được cái ngành nghề rất là tốt. Cảm ơn hai thầy. Chúng ta đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Hiện tại trường đang xét tuyển với bao nhiêu khối thi và trong năm 2018 này thì trường mình có thêm tổ hợp nào mới không ạ? Vâng.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia với 8 tổ hợp. Thì đây đều là những cái tổ hợp truyền thống như mọi năm thôi. Ví dụ như là toán lý hóa, toán lý anh, toán hóa sinh, văn sử địa v.v. Thế và các cái tổ hợp này thì vẫn giống như là từ năm 2017 về trước. Thế và với mỗi ngành thì có xét tuyển từ khoảng từ 1 đến 3 tổ hợp phù hợp với cái tính chất của cái ngành nghề đào tạo. Thì cụ thể các em có thể xem chi tiết trên trang thông tin điện tử của nhà trường để cho từng ngành nghề. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho thầy Phương. Từ 6 lên 8 điểm toán thì dễ hay khó ạ? Và thầy có thể giúp em kế hoạch học tập cụ thể để đạt được mục tiêu 8 điểm này với. Theo cái tình hình thời sự năm nay ấy, thì từ 6 điểm lên 8 điểm thì nó sẽ khó hơn năm ngoái. Bằng chứng là cái đề thi tham khảo đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà Bộ vừa công bố trước Tết cho các em ấy, mà nó cũng có tính chất là đề thi mẫu, thì rõ ràng các em thấy là chúng ta được 5, để được 5-6 thì rất là dễ, nhưng để được 7-8 thì đòi hỏi các em phải bỏ rất nhiều công sức. Bởi vì là nó liên quan đến các cái kiến thức của lớp 11 và nó đều nằm trong những cái nội dung khó. Rồi những cái câu hỏi lớp 12 có tính phân loại cũng khó hơn hẳn so với năm ngoái. Chính vì thế, năm nay để đạt được cái mức 8 điểm thì đòi hỏi các em cũng phải bỏ một cái công sức, đầu tư một cái công sức thỏa đáng, học tập với lại cái tinh thần miệt mài, nhiệt tình nhá. Thì chúng ta mới có cơ hội đạt được 8 điểm. Tuy nhiên thì cũng đừng quá lo lắng. Không phải học những cái gì nó ghê gớm. Các em cứ nắm thật chắc kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó thì rèn luyện cái khả năng tư duy. Làm những cái bài tập theo cái chiều hướng mà những đề thi năm vừa rồi người ta công bố đó. Thì các em sẽ thấy là các em sẽ thành thạo và sẽ tư duy tốt. Và cái khả năng 8 điểm là cũng có thể nằm trong tầm tay. Cảm ơn thầy Phương. Đến với một câu hỏi cho thầy Thực ạ. Thầy ơi, em muốn hỏi ngành truyền thông và mạng máy tính là ngành thuộc khối xã hội hay kỹ thuật? Vâng. Ngành truyền thông và mạng máy tính thì năm 2018 được đổi tên lại là ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, theo cái danh mục giáo dục cấp 4 do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành. Thì với cái tên mới này thì nó phản ánh rõ nét hơn. Chúng ta có thể nói đây là một ngành thuộc khối kỹ thuật, đúng không ạ? Tên là mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Thế và đây là một cái ngành cũng có thể nói rất quan trọng, liên quan đến các vấn đề về truyền dữ liệu trong các cái mạng cục bộ hay là mạng diện rộng. Ví dụ như chúng ta hay dùng mạng Wi-Fi, mạng 4G hay là mạng cáp quang v.v. Thế và chúng tôi nghĩ là trong cái ngành này thì chắc chắn là vì chúng ta đang tiến vào cái thời đại của kết nối Internet vạn vật và điện toán đám mây, cho nên là nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này cũng rất lớn. Người ta gọi là cuộc cách mạng 4.0 đấy, đúng không? Thì đây là cái ngành mà có thể nói là dự báo rất nhiều tương lai. Rất là nghe rất là hấp dẫn đấy. Một bạn hỏi là các thầy có thể, theo quan điểm của các thầy thì các thầy có thể cho biết được là cái sự quan tâm nhất của các bạn học sinh về những ngành nào trong khoảng thời gian khoảng 1-2 năm trở lại đây á, thì những ngành nào là những ngành mà được các bạn học sinh quan tâm nhất, và các thầy có thể lý giải nguyên nhân không, và cái cơ hội làm việc của những ngành đó thì sau khi ra trường nó sẽ như thế nào? Xin mời thầy Thực có thể đưa ra ý kiến chưa? Qua theo dõi 3-4 năm gần đây thì chúng tôi thấy là có một số ngành được nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía thí sinh nói riêng và xã hội nói chung. Thế thì cũng có lý do của nó, đấy là những ngành mà có thể nói là cái cơ hội việc làm rất tốt. Các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng rất nhiều, với mức lương cũng tương đối là cao. Vì thế nên là thí sinh cũng đăng ký và quan tâm rất nhiều. Ví dụ như những ngành là cơ khí, điện, công nghệ ô tô, tự động hóa, cơ điện tử. Và khoảng 2 năm gần đây là cái ngành công nghệ thông tin. Thì với 5 cái ngành này tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thì luôn luôn có số thí sinh đăng ký cao hơn khoảng 10 đến 20 lần so với chỉ tiêu. Nên chúng tôi vẫn gọi là những ngành hot. Và nó cũng đều có lý do như tôi vừa nói, là xuất phát từ vấn đề là cái nhu cầu lao động trong những cái lĩnh vực này của xã hội là rất lớn. Và đa phần các em mà tốt nghiệp có thể nói tại Đại học Công nghiệp Hà Nội đến 95-99% là có việc làm sau một năm.
Và tại thời điểm phát bằng tốt nghiệp thì có đến 80% các em đã có việc làm. Thầy đi chính thêm cái thông tin là đấy là thầy thực vừa cung cấp cho các em cái thông tin là riêng những cái ngành đó là tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay là 95%. Thế còn nút cái thông tin thầy nói là hơn 90% đấy là tính bình quân cho cả trường nhé các em nhé. Còn cái tỷ lệ 95% đấy là những ngành hot đấy. Đồng quan điểm với lại thầy thực, tức là hiện nay Đại học Công nghiệp Hà Nội, đây là tôi theo dõi từ phía ngoài thôi, khách quan thôi, thì những cái ngành hot hiện nay là đứng đầu bảng là cơ khí này, ô tô này, điện tử này, đấy, điện này, đấy. Và ở phía ngoài tôi quan sát nữa, hình như còn có ngành du lịch cũng rất hot, đúng không? Du lịch, các cháu ra học du lịch ra cái là các công ty du lịch, các công ty lữ hành là tuyển dụng hết ngay. Đến với một câu hỏi khá là thú vị. Theo hai thầy thì để chọn được đúng ngành nghề chúng em cần phải làm gì? Thầy Phương cho lời khuyên cho bạn học sinh này. Câu này thì có lẽ phải để thầy thực thì hợp lý hơn. Vâng. Thế nhưng mà tôi thì cũng nói theo mạnh dạn theo cái góc độ cá nhân thôi. Thì để chọn được đúng ngành nghề thì thứ nhất là các em phải hiểu rõ về cái ngành đó. Rồi các em phải căn cứ vào cái sở thích đam mê của các em. Và hơn nữa là các em cũng phải khảo sát thị trường. Rồi cũng phải tham khảo ý kiến của bố mẹ, bạn bè, anh chị, các cái lớp anh chị của các em đi trước. Nói chung nó phụ thuộc rất là vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên thì có những người mà học nghề này nhưng mà ra trường thì làm nghề khác rất thành đạt. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện rất khó nói. Thì đây là không dám khuyên các em và cũng không dám nói một cái gì sâu về cái này. Đây là thể hiện ý kiến cá nhân thôi. Tôi xin bổ sung như này. Thực ra thì có quan điểm cho rằng là chúng ta chọn ngành cũng căn cứ thêm vào cái nhu cầu xã hội nữa. Bên cạnh cái việc là căn cứ vào sở thích với lại sở trường của mình. Nhưng mà qua theo dõi nhiều năm làm tuyển sinh với đào tạo, tôi nghĩ là chúng ta nên ưu tiên là chọn ngành theo cái sở thích và sở trường. Thầy thực nói câu đấy tôi mới thấy đúng đấy. Lúc nãy tôi nói mon men ở ngoài không đúng đâu. Đây là chuyên gia. Đây mới là câu nói cô khuyên thật các em đấy. Hãy căn cứ vào nhu cầu của xã hội. Sở thích và sở trường. Vì thực tế là cho thấy là có những ngành nghề mà xã hội có nhu cầu ít thôi. Nhưng mà nếu như có nhiều em mà sau khi theo học thì đam mê yêu thích và kết quả học tập tốt thì lại kiếm việc làm dễ dàng hơn là những em mà theo học những ngành mà xã hội có nhu cầu rất lớn nhưng mà vì không đam mê, không yêu thích cho nên là kết quả học tập cũng ở mức làng nhàng, thì những em như thế lại khó tìm việc hơn là những em mà vào những cái ngành mà xã hội lại có nhu cầu thấp. Do đó tóm lại tôi nghĩ là các em nên căn cứ vào cái sở trường và sở thích của mình. Cái đấy tôi nghĩ là cái quan trọng nhất để các em chọn ngành. Chúng ta xem yêu thích ngành gì và có sở trường, tức là năng khiếu về ngành nghề thì chúng ta nên theo đuổi cái ngành đấy. Các bạn ấy sẽ bỏ thời gian công sức hơn vào cái việc học tập, việc nghiên cứu và như vậy đồng nghĩa việc là cái kiến thức của bạn ấy cũng sẽ được nâng lên. Cũng cái này thì nó cũng có nhiều yếu tố, nhưng mà cái tôi kể cái câu chuyện mà con anh bạn tôi cách đây cũng phải đến 7-8 năm ấy, khi con thi đại học thì anh có tham khảo ý kiến của tôi là nên chọn ngành gì. Thì lúc đó tôi đưa ra quan điểm là vì cháu là nữ mà cháu lại khá ngoại ngữ, thế thì tôi dự báo là tình hình xã hội là ngành du lịch là 5-7 năm nữa là đời sống khấm khá thì du lịch sẽ phát triển và lúc đó nhân lực về du lịch là sẽ rất lớn. Thì tôi khuyên con anh ấy là nên học ngành du lịch. Nhưng sở thích của cháu thì lại muốn học ngành tài chính ngân hàng. Thì năm nay cháu thi đỗ tài chính ngân hàng. Thế nhưng mà sau khi học xong ra trường thì hiện nay cháu cũng vẫn đi làm tài chính ngân hàng. Nhưng mà cháu vẫn nói là giá như học du lịch thì cơ hội sẽ rộng hơn. Sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Thì nói một cái câu chuyện như thế để các em tham khảo thêm. Đấy. Hy vọng là chúng ta sẽ không phải nói từ giá như. Câu hỏi đến từ một bạn có vẻ như là thích về kinh tế dành cho thầy thực. Hai ngành kiểm toán và kế toán có giống nhau không ạ?
Ngành kế toán và ngành kiểm toán thì là hai ngành thuộc khối ngành kế toán kiểm toán. Và vì cùng khối ngành nên là có thể nói trong chương trình đào tạo hai ngành này giống nhau tới trên 70%. Và cái phần khác nhau cũng rất ít. Thế thì phân biệt thì có thể các em phân biệt theo cái vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, thì ngành kế toán thì rất rõ là tốt nghiệp kế toán thì sẽ làm kế toán ở các cái doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan vân vân. Còn riêng ngành kiểm toán thì chủ yếu các em tốt nghiệp kiểm toán sẽ làm cái công việc liên quan đến kiểm soát nội bộ, rồi làm kiểm toán viên ở các cái doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán độc lập hoặc là các cái cơ quan kiểm toán nhà nước. Cho hỏi thêm thầy thực một chút là cái này chắc là cũng nhiều em, sau khi mà thầy trả lời như thế thì tôi chợt nghĩ là chắc là nhiều em cũng có một cái câu hỏi như thế này. Tức là vậy thì khi mà học như thế thì mình cấp bằng chung cho cả hai cái đó hay là tách biệt riêng? Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thì đây là cái hai cái mã ngành độc lập và tuyển sinh cũng độc lập và điểm chuẩn cũng khác nhau đấy. Cho nên là bằng thì là riêng. Tức là bằng kế toán khác, bằng kiểm toán khác. Ra kèm rõ cho nó nhé. Ai mà đam mê cái ngành này mà muốn có nhu cầu tìm hiểu thì các em đã nắm được cái thông tin. Tức là kế toán khác và kiểm toán khác. Cảm ơn hai thầy. Một câu hỏi liên quan về vấn đề thực tập. Trường mình có liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên có thể thực tập trong thời gian học và xin việc sau khi ra trường không ạ? Hiện tại thì Đại học Công nghiệp Hà Nội có hợp tác với trên 2.000 doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Cho nên là 100% sinh viên của trường là được đảm bảo sẽ được đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp trong khi mà là sinh viên của trường. Thế và 100% các em cũng được tham gia các cái hội thảo giới thiệu về định hướng nghề nghiệp, các cái hội chợ việc làm do nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng năm. Thế và đặc biệt là nhiều doanh nghiệp ấy cũng hợp tác với nhà trường và đã tuyển dụng, cấp học bổng và trả học phí thay cho các em ngay từ khi các em đang là sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3. Thì với cái hợp tác tốt với doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cái cơ hội thực tập trước khi ra trường, cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đối với các em cũng rất là thuận lợi tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trên 2.000 doanh nghiệp thì là một con số rất là lớn đúng không ạ? Và cái cơ hội để mà thực tập và liên kết sau và cái cơ hội kiếm việc làm sau đấy chắc chắn là rất là nhiều. Xin bổ sung thêm một cái chi tiết này, tức là Đại học Công nghiệp Hà Nội còn thành lập hẳn một cái trung tâm hợp tác doanh nghiệp. Có hẳn một trung tâm làm nhiệm vụ chuyên trách, đó là liên hệ cho sinh viên thực tập. Rồi tìm việc làm để giới thiệu việc làm cho sinh viên. Cái trung tâm đó là một cái trung tâm hết sức quan trọng, có thể là giới thiệu cái đầu ra cho sinh viên tương đối uy tín. Thế tôi xin nói thêm một chút là với hợp tác doanh nghiệp nước ngoài thì 2 năm gần đây thì nhà trường cũng đưa rất nhiều sinh viên đi thực tập ở nước ngoài. Đặc biệt là sinh viên khối ngành ngôn ngữ Anh, khối ngành quản trị kinh doanh, đặc biệt là các chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch đấy, là các em có rất nhiều cơ hội để đi thực tập ở Singapore, về thực tập ở Nhật Bản. Đấy là với cái việc cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài cũng rất lớn. Tại trường cũng có một công ty là chuyên về xuất khẩu lao động, thì hiện nay có khoảng 5.000 sinh viên của Đại học Công nghiệp Hà Nội đang làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các nước khác. Những cái thông tin rất là thú vị đúng không ạ? Tức là chốt lại là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có hai cái đơn vị, một là trung tâm hợp tác doanh nghiệp chuyên lo giới thiệu các cái địa điểm cho sinh viên thực tập và giới thiệu các cái địa chỉ để sinh viên có việc làm, và một cái công ty thứ hai là công ty chuyên đưa sinh viên ra nước ngoài làm việc. Chúng ta sẽ đến một câu hỏi. Đây là cái vấn đề vừa nãy liên quan đến câu chuyện của thầy Phương đấy ạ. Đây là về một bạn gái. Và bạn có hỏi là em đang có ý định thi công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, nhưng bố mẹ em đang ngăn cản vì bảo con gái phải thi những khối ngành kinh tế như kế toán, marketing. Hai thầy cho em vài lời khuyên với. Em cũng muốn hỏi là nhóm ngành kỹ thuật trường mình có nhiều con gái không ạ? Xin mời thầy Thực sẽ cho đưa ra lời khuyên cho bạn ấy trước. Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thì
tuy là đại đa số các chương trình đào tạo là các chương trình về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, nhưng mà cái số sinh viên nữ hiện nay cũng chiếm tới 45% này, chứ không ít. Thế và thậm chí ở nhiều ngành mà mọi người thường nghĩ là không có nữ sinh, nhưng mà thực tế thì lại có rất nhiều. Ví dụ như những ngành ô tô, cơ khí hay điện thì có tới là 10% sinh viên là nữ. Như thế thì có thể nói là con gái thì các em hoàn toàn có thể thi vào các cái ngành kỹ thuật, các ngành công nghệ, miễn là các em có cái sở thích và có cái đam mê trong cái lĩnh vực đấy. Thế còn giáo viên ở trường, là một tư cách của giáo viên, thì thầy Phương có thể góp ý với bạn những điều gì ạ? Tiếp nối cái chỗ ý kiến của thầy Thực, cũng xin trao đổi thêm, tức là tôi nói một cách mộc mạc này, con gái vào ngành kỹ thuật ý, thực ra đó chính là mì chính cánh. Tôi nhớ là khi mà đại học công nghiệp tuyển sinh cái khóa 3 thì trong một cái lớp điện tử duy nhất một bạn sinh viên là nữ. Khi mà bạn ấy ra trường thì công ty Samsung, sau này bạn ấy chuyển về công ty Samsung ở Bắc Ninh ấy. Thì vì bạn là nữ cho nên là, mà theo bạn lời bạn ấy kể, mà người ta cần đến 5 nữ mà chỉ có một ứng cử viên là một nữ thôi, không kiếm đâu ra 4 nữ. Thế là nghiễm nhiên là được nhận nữa. Và bạn ấy vào làm việc hành chính chứ không phải là làm việc trong xưởng. Và với mức lương cái lúc đó, lương bình quân như anh em tôi là có 3 triệu mấy, thì mức của cô đã là gần 5 triệu. Đấy. Cho nên có thể nói là tuy là nữ vào cái khối công nghiệp có vẻ đó gì, nhìn về hình thức có vẻ gì đó là người ta thấy nó không phù hợp, nhưng thực chất nữ vào các cái khối kỹ thuật đó thì có rất nhiều cơ hội lựa chọn. Thì đây là dưới cái góc nhìn và dưới quan điểm của thầy. Thế thì cũng qua cái đó thì các em có thể tham khảo thêm các ý kiến. Nhưng mà thầy cũng khuyên các em là cứ theo đam mê, theo sở thích của mình. Bên cạnh đó thì cũng phải tham khảo cái nhu cầu của xã hội. Hy vọng là bạn sẽ có thêm được những kiến thức thích hợp để có thể thuyết phục được bố mẹ mình theo được cái ngành mà bạn đã có ý định ban đầu. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khá là thú vị. Các bạn ấy đang quan tâm về vấn đề như là ký túc xá, chính sách miễn giảm học phí, chính sách học bổng. Lúc ấy thì thầy có nói rồi, nhưng bây giờ thầy có thể chia sẻ lại thêm sâu hơn các bạn. Ký túc xá ấy, vì ví dụ sinh viên của chúng ta rất là đông đúng không ạ, thì cái vấn đề về ký túc xá thì sẽ như thế nào? Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thì có 3 cơ sở đào tạo với tổng diện tích là 50 hectare. Thế và tại 3 cơ sở đều có ký túc xá để đáp ứng nhu cầu ở nội trú của các em, với tổng số chỗ ở khoảng hơn 5.000 chỗ. Và tất cả các phòng ở đều là phòng khép kín rất là tiện nghi. Và tất cả các khu ký túc xá của trường thì cũng có nhiều cái tiện ích cho các em trong quá trình ở tại đây. Ví dụ như siêu thị, rồi thì quán net, phòng tập gym vân vân đều có cả. Nghe như là một cái chung cư rồi. Không đúng, ký túc xá của Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể nói là rất khang trang, sạch sẽ và tuyệt đối an ninh. Vâng. Còn lực lượng an ninh bảo vệ rất tốt. Vâng. Thế và về cái miễn giảm học phí thì tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thì chúng tôi cũng là một trường công lập, cho nên cũng thực hiện đúng quy định hiện nay của nhà nước về miễn giảm học phí. Cụ thể như này là miễn 100% học phí đối với các đối tượng như là thân nhân của người có công với cách mạng, rồi các em là dân tộc thiểu số ít người mà sống ở các vùng đặc biệt khó khăn, rồi giảm 70% học phí cho sinh viên là dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn, vân vân. Thế còn về học bổng thì bên cạnh cái học bổng dành cho thí sinh mà có điểm đầu vào xét tuyển cao ấy, thì tại Đại học Công nghiệp Hà Nội còn có 3 cái nguồn học bổng nữa. Nguồn thứ nhất là học bổng theo quy định của nhà nước là dành 8% học phí để cấp học bổng cho các em có kết quả học tập tốt. Nguồn thứ hai nữa là học bổng từ quỹ học bổng Nguyễn Thanh Bình của trường, thì cái nguồn này khoảng 3 tỷ đồng để cấp cho các em mà có hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt những năm gần đây thì tại Đại học Công nghiệp Hà Nội còn có một cái nguồn rất lớn nữa, mỗi năm rơi vào khoảng từ 10 đến 40 tỷ là nguồn học bổng do nhà trường kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cấp học bổng cho các em trong quá trình học tập tại trường. Thì có thể nói là hàng năm cái tổng cái học bổng dành cho sinh viên tại trường cũng rất lớn. Vì thời lượng chương trình có hạn nên có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải kết thúc ở đây.
Rất là hy vọng rằng những cái thông tin của ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những cái hướng đi tốt, những cái quyết định đúng đắn. Và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì như các bạn đã biết là đã là có rất là nhiều những cái chính sách, cơ sở vật chất và giáo viên tốt. Cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời hai vị khách mời có những lời khuyên, lời chúc đến cho các bạn. Xin mời thầy Thực. Vâng. Về lời khuyên thì tôi muốn khuyên các em hai điểm thôi. Một ấy, là khi đăng ký xét tuyển năm nay thì các em nên ưu tiên chọn ngành trước, sau đấy mới chọn trường. Chọn ngành là chọn những cái lĩnh vực mà mình thực sự yêu thích và có sở trường ở đấy. Sau đó chúng ta mới chọn trường phù hợp với cái kết quả thi của các em. Vì thực tế cho thấy là cùng một ngành ở các trường thì có cái điểm chúng tuyển khác nhau, rồi các em yêu thích ngành nào thì cũng đăng ký ngành đó ở những trường mà những năm gần đây có cái điểm chúng tuyển tương đương với sức học của các em. Cái lời khuyên thứ hai tôi muốn nói ở đây là vì quy chế năm nay cũng không thay đổi nhiều so với năm 2017, các em được đăng ký không giới hạn số lượng các nguyện vọng. Thế và khi xét tuyển tập trung thì chúng tuyển ở nguyện vọng nào thì sẽ dừng lại và không xét những nguyện vọng tiếp nữa. Nên là cũng đề nghị các em là cũng hết sức là bình tĩnh, tự tin và chúng ta cân nhắc để sắp xếp các cái nguyện vọng đăng ký xét tuyển một cách hợp lý. Và đặc biệt là cái nguyện vọng nào các em mà yêu thích nhất thì các em phải để ở vị trí đầu tiên, để tránh cái tình trạng nhiều em mắc phải là đến khi nhập học rồi lại ước ao là giá như mình trượt nguyện vọng đấy để chống cái nguyện vọng tiếp theo. Thế và tôi cũng xin chúc các em là luôn luôn mạnh khỏe và bình tĩnh, tự tin, tập trung ôn thi để có cái kết quả thi trung học phổ thông tới đây là cao nhất. Vâng, cảm ơn thầy Thực. Xin mời thầy Phương. Thầy thì cũng xin chúc các em là ôn thi thật tốt. Trước mắt là làm sao để thu hoạch được cái kết quả điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thật là cao. Sau khi có kết quả rồi thì hãy sáng suốt lựa chọn các cái ngành, các cái nghề mà các em yêu thích và có cơ hội để đỗ. Theo quan điểm của thầy thì trường đại học nào thì cũng có những cái mặt tốt của nó, cũng có những cái ưu thế, cũng có cái thế mạnh. Nhưng mà như thầy đã nói, nếu em nào mà yêu thích cái lĩnh vực nghề kỹ thuật, du lịch, rồi kinh tế, thì nếu lựa chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội thì thầy vẫn nói là một sự lựa chọn sáng suốt của các em. Các em ra trường, các em sẽ có cơ hội việc làm rất lớn. Và không những thế, còn có nhiều sự lựa chọn khi học tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chúc các em, như thầy đã nói, là thành công trong cái kỳ thi và sáng suốt trong cái sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Cảm ơn hai thầy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại các chương trình sau.